À, sắp tới thì bạn này đang nghiên cứu cái đuôi R1 để làm một chiếc khác, nhưng mà không phải chiếc đuôi gà này nữa, chắc là chiếc R8 á. Và câu hỏi đầu tiên là chiếc nào là con lai của Ducati? Ok, hello, chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Hậu Đạt. Rồi, ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời câu hỏi như ở đầu video. Đâu là con lai của Ducati ha? Thì đầu tiên, ở bên đây chúng ta có một chiếc, đó là chiếc Demon GBX. GBX Demon ha. Và bên đây là chiếc Ducati của Trường Phú. Rồi, thì đây là một chiếc xe chính thống được hãng Thái sản xuất, và đây chính là một chiếc xe được bạn Phú độ lên từ một chiếc ad. Thì những cái video về cái con này là mình đã có rất là nhiều video về con này. Các bạn có thể bấm lên cái chữ y trên đây để xem lại những video sự xuất hiện của con này ha. Chứ con này tên là Ducati và hiện tại thì nó đang được nghiên cứu lên một cái đuôi. Các bạn mà rành chơi thì các bạn sẽ thấy được đây là đuôi của chiếc R1 ha. Đó, sắp tới thì bạn này đang nghiên cứu cái đuôi R1 để làm một chiếc khác lên từ chiếc S50 luôn, nhưng mà không phải chiếc Ducati này nữa, mà là lên một chiếc khác, là chiếc chắc là chiếc R8 á. Không linh ta linh tinh nữa, thì bây giờ mình sẽ so sánh ha. Thì đây là một chiếc Demon. Chiếc này thì rất là lâu rồi, trên kênh mình có quay một lần nhưng mà cũng không có quay review, thì hôm nay mình sẽ review lại ha. Đây là một cái con GBX Demon của hãng Thái. Thì cái lúc mà ban đầu ở xe nó mới xuất hiện ra thì các bạn đều lầm tưởng đây là cái con nuôi của Ducati ha. Tại vì đơn giản thì cái đầu đèn của nó các bạn có thể thấy nè. Và đây, để dễ so sánh hơn thì đây chính thức là cái đầu đèn của chiếc Ducati. Đây là nguyên một cái dàn áo của Ducati mà Phú đã nhập về để độ chế lại ha. Gắn dàn áo của chiếc ad vô rồi. Đây, bắt đầu từ ngay cái khúc này là của Ducati. Khúc này trở lên. Đấy, thì các bạn có thể thấy là hai con mắt này rất là đặc trưng của hãng Ducati luôn. Đây, và chiếc Demon nó cũng mang cái dáng vẻ tương tự ha. Bây giờ mình sẽ bật đèn lên cho dễ nhìn nè. Đó, hình như bạn Phú cũng có độ cái... Đúng rồi, có độ cái dàn đèn LED. Đó, thì cái thứ nhất là về cái dáng vẻ bên ngoài thì cái chiếc này nó sẽ mang đậm chất của một chiếc mô tô hơn. Tức là nó sẽ có bình xăng con và đuôi. À, cái đuôi này thì đã được ốp solo, in solo, lúc đầu nó có cái yên nhưng mà anh chủ xe không thích đã chơi in solo. Và cái đuôi này thì mình thấy cũng rất là ok nè. Đó, đuôi nhọn ha. À, về cơ bản là chiếc xe này nó 100%, nói chung là tổng thể của nó là một chiếc mô tô. Chỉ khác một cái là nó rất là mini, nó nhỏ so với nguyên bản. Còn cái chiếc Ducati này, tại sao là có tên Ducati thì các bạn có thể thấy là cái đầu của nó là đầu Ducati ha, nhưng mà được chế từ chiếc ad cho nên mình đã đặt tên cho nó là Ducati. Chiếc này sẽ không có bình xăng trước tại vì cơ bản nó là xe của dòng Underborn. Có nhiều bạn kêu là gác bình xăng lên thì nếu mà gác bình xăng lên thì cũng được thôi. Đó, các bạn có thể nhìn ha, nếu mà gác bình xăng lên thì nó sẽ có hình như thế này. Như vậy thì nó sẽ giống một chiếc mô tô, thì nó sẽ không có vẻ đặc trưng như cái con Ducati hiện tại. Bạn Phú và mình cũng có nghiên cứu thì không thích gắn bình xăng lên lắm, chủ yếu chơi như vậy để cho nó khác biệt một chút xíu ha. Và đây là cô hàng xóm vừa làm một cái clip review chiếc GBX Demon với chiếc MX. Các bạn muốn thấy clip review thì cứ việc bấm lên chữ Y đây luôn, có clip của cô hàng xóm chữ Y đây nè, bấm vô đây là thấy clip của cô hàng xóm liền. Rồi, tiếp tục ha. Thì bây giờ mình sẽ review hai con luôn. Cái con này thì về cái phần đầu mình sẽ không review nữa, tại vì cái con này thì trên kênh của mình nó xuất hiện rất là nhiều rồi ha. Nó giống như chiếc N4 vậy, xuất hiện mà chai mặt luôn rồi đó. Chỉ có một cái mà hôm nay mình muốn khoe với các bạn là Phú đã nghiên cứu ra để gắn cái yên R1 lên cái đuôi. Tuy nhiên việc lắp ráp chưa có hoàn thành cho nên lấy cái túi để che đậy sự không hoàn thành. Đây, chủ xe. Có một cái hỏi một cái, tại sao em lại thiết kế một cái yên nó rất là hãm như không có gì là để chống chế lại. Hình như cái này anh thấy nó rộng hơn so với nguyên bản hả? Hình như thấy nó rộng quá trời rộng luôn này. Được á, nguyên bản nó vậy á. Nguyên bản nó vậy luôn hả? Ừ. Trời.
có thể nào mà làm sơn để này chưa xong nữa không? Lại còn gáp dàn chân nữa. Đây cơm bù xích nha, cơm bù xích sợi hy tinh đúng không? Đây sợi hy tinh nè, đó sợi hy tinh rồi keo cơm bù xích chế tạo thành cái yên đó cũng hay. Tuy nhiên thì cố gắng khắc phục cái yên cho nó đẹp hơn chứ giờ nhìn nó hơi kỳ. Đúng rồi. Đúng không? Nhìn hơi kỳ thiệt. Cái yên rồi một này mua bao nhiêu hú? Yên solo hả? Ừ, cái yên này nè. Cái đuôi rưỡi. Cái đuôi á? Cái đuôi mua nguyên bộ dàn áo. À, nguyên bộ luôn hả? Ừ, nguyên bộ 5 triệu. Nguyên bộ 5 triệu. Đây đây, kênh của Phú đây. Kênh của Phú nha. Đây thì đây là một chiếc con lai chính hãng của Ducati. Thì Phú có thể có một số nhận xét gì về cái con này không? Tại vì nó là giống Ducati tới 99%. Còn con này thì nó chỉ giống cái đầu thôi. Thì bây giờ em có nhận xét gì về con này? Bây giờ con này nó không có khác là Ducati lắm. Thì nó cũng y chang nhưng mà nó có nhiều cái thì nó khác hoàn toàn. Thì như là cái đầu thì nó thiếu bình xăng đồ này kia. Nói chung là nó nhỏ hơn đúng không? Ừ, nó nhỏ hơn. Với lại cái form nó thì nó làm khác hơn, không có thể nào mà nhái 100% được. Tại vì đó là bản quyền của hãng. Rồi bây giờ thì có một cái đó chính là về chắc là chơi mô tô thì ai cũng quan tâm về cái chiều cao ha. Bây giờ Phú em ngồi lên xe này cho mọi người xem cái nè. Em cao mét mấy nha? Gần mét 7. Gần mét 7. Ngồi cái chân cong luôn. Đó. Ngồi thoải mái. Ngồi thoải mái ha, xe khá là nhỏ gọn ha. Rồi bây giờ ngồi chiếc Ducati đây. Ducati này là do chính Phú tự sáng tác kìa ha. À, Ducati thì có phần cao hơn, chân thẳng lên rõ ràng luôn ha. Thì cái chiếc này thì các bạn sẽ không bao giờ tìm thấy cái mặt của nó trên thị trường, sẽ không bao giờ có chỗ nào bán, tại vì do tự làm mà lấy đâu mà bán ha. Có nhiều người hỏi con này mua đâu thì ra đi mua luôn á. Ừ, có nhiều người hỏi mua đâu hả? Đó thì sắp tới là Phú sẽ lên dàn chân là một gấp. Hiện tại thì đang thiết kế cho nên không có đầy đủ dàn áo, nhìn nó hơi kỳ ha. Bởi vì nếu mà bây giờ thiết kế cái dàn áo đây thì dàn chân thì nó về bất hình lình. Nên là không biết được về là phải gắn liền. Nên là giờ đợi nó xong rồi thiết kế dàn áo ôm theo luôn. Nếu mà về so sánh mà để so sánh chính hãng, những hãng chơi với nhau á, thì chúng ta không thể nào so sánh được chiếc Ducati này với chiếc này. Tại vì đây là của một cái hãng Thái chính hãng, còn đây là hãng Trường Phú Made in Việt Nam. Cho nên này đây là một cái video mà mình chỉ so sánh cho các bạn vui thôi, chứ thực ra nó cũng không có mang tính chất là đấu đá gì giữa các hãng nha. Tại vì đây là chiếc xe Made in Việt Nam của Phú, nói vấn đề này cả chục lần rồi. Còn đây là chiếc xe của Thái. À, có một vấn đề đó là chính là chiếc này là 150 máy đứng luôn nè, không tuy nhiên thì nó vẫn sử dụng cái động cơ là vẫn sử dụng cái bộ chế hòa khí á, bộ bình xăng con á. Đó, xe của Phú là chiếc S50 của Trung Quốc, của tàu khựa. Và cũng sử dụng bình xăng con thôi. Nhưng mà như chiếc này độ lên 54. 54. Full cục máy 54 zin zin. 54 zin zin ha. Sắp tới là mất cái bộ tem này, sắp tới là đi full tem Petronas. Tem Petronas hả? Sơn luôn. Đầu carbon, đuôi carbon. Có một số từ ngữ ở trên đây các bạn không nên search ha. Những cái từ trên đây chúng ta không nên search ở trên mạng xã hội. Bây giờ search cũng kiếm ra đâu. Ừ, giờ search cũng bị chặn hết rồi. Còn đây là gì? Con nai. Con nai hả? Ừ, sao nó ớ giống con nai quá vậy? Đó thì có một cái khá là đặc biệt ở trên chiếc xe này ha. Nhưng mà ở này thì chỉ sử dụng trong trường đua GP thôi, nó mới có tác dụng. Còn ngoài mình chạy chậm thì nó cũng không có tác dụng mấy. Chỉ là gắn trang trí thôi ha. Con này thì tự Phú ốp carbon. Ghê. Học nhanh đấy. Nhưng mà có điều nó hơi cộm ha, nó không có được láng lắm. Tại vì cái keo EUC á trên thị trường nó rất mắc. Không mắc đổ lắm luôn. Tại vì nó không có đủ nguyên cái miếng này là đổ rồi. Cái mình không có sử dụng là cái máy hút chân không. Mình đi theo cái cách thủ công luôn. Nhìn nó hơi quần ha. Nè, kiểu như vậy láng như vậy nè mới đẹp nè. Này chơi carbon. Ủa là phải không? Carbon hả? Carbon. Ừ. Carbon dân vuông. Rồi, thì bây giờ cái video của mình ngắn tới đây ha, tại vì sắp tối rồi. Cho nên thôi mình sẽ kết thúc video tại đây ha, thì hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Và đừng lưu quên để lại cho mình một like, một subscribe để tôi xem những video mới nhất nha. À, kênh của Phú thì vẫn để ở dưới phần mô tả nha.
kênh của Phú thì chuyên về con này đó. Rồi thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Bye bye. Bye bye Phú.